Nhắc tới Hà Nội, người ta sẽ nghĩ ngay đến thủ đô nghìn năm văn hiến với những công trình kiến trúc độc đáo, đã phủ lên mình những lớp bụi bặm của năm tháng, nhưng lại chứa đựng những giá trị vô cùng to lớn về cả văn hóa, lịch sử lẫn phong tục tập quán của dân tộc Việt Nam từ bao đời nay. Tiêu biểu trong đó có chùa Trấn Quốc, chùa Một Cột, Tứ Trấn Thăng Long và đặc biệt không thể bỏ qua Văn Miếu Quốc Tử Giám, trường đại học đầu tiên của Việt Nam, đồng thời cũng là biểu tượng cho truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo. Nếu hiện tại là nguyên khí của quốc gia thì Văn Miếu Quốc Tử Giám chính là nơi lưu giữ và tôn vinh nguyên khí đó. Nói cách khác thì đây là nét đẹp biểu trưng cho trí tuệ của dân tộc Việt. Văn Miếu được xây dựng vào năm 1070, tức năm Thần Vũ thứ hai, đời vua Lê Thánh Tông, trên một khu đất có chiều dài 300 m, chiều rộng phía Bắc là 75 m, phía Nam là 51 m, được chia làm hai khu vực chính. Khu vực Văn Miếu thờ các bậc tiên thánh và Khổng Tử, tiên sư của đạo nho Trung Quốc. Ngoài ra thì đây cũng là nơi thờ Chu Văn An, người thầy tiêu biểu mẫu mực cho nền giáo dục Việt Nam. Khu vực thứ hai là Quốc Tử Giám, được xây dựng vào năm 1076 với chức năng là trường học hoàng gia, nơi mà các hoàng tử, con cái của quan lại quyền quý trong triều đình theo học, mà học trò đầu tiên chính là Thái tử Lý Càn Đức. Tới năm 1253, vua Trần Thái Tông cho mở rộng Quốc Tử Giám để thu nhận và đào tạo con cái nhà thường dân có sức học xuất sắc. Nơi đây có nhiều hạng mục công trình, nhưng tiêu biểu trong số đó có Khuê Văn Các và 82 tấm bia tiến sĩ được coi là hình ảnh đại diện cho Văn Miếu Quốc Tử Giám. Khuê Văn Các là một lầu vuông 8 mái, được xây dựng trên nền vuông cao cân xứng, lát gạch bát tràng, một kiểu dáng kiến trúc khá độc đáo. Tầng dưới là 4 trụ gạch, tầng trên lấy gỗ làm chất liệu chủ đạo. Bốn cạnh có diềm được chạm trổ tinh vi và họa tiết lôi cuốn ánh mắt người nhìn. Bốn mặt các là 4 cửa sổ tròn, xung quanh có điểm thêm những khung gỗ nhỏ tỏa ra các phía, tượng trưng cho ánh sáng của sao Khuê. Trên các treo biển sơn son thiếc vàng để 3 chữ Khuê Văn Các. Không phải tự nhiên mà nơi đây có tên Khuê Văn Các, mà nó còn là sự hòa quyện hết sức tinh tế giữa tự nhiên vũ trụ với nền trí thức của dân tộc Việt Nam. Khuê Văn theo quan niệm truyền thống của người phương Đông lý giải về thiên thể, thì Khuê là tên một ngôi sao trong chòm 28 sao của dải ngân hà, là đầu bạch hổ phương Tây có 16 ngôi sắp xếp khúc khuỷu hình chữ văn. Trong sách Hiếu Văn có ghi Khuê chủ văn chương, về sau người ta coi sao Khuê biến hóa thành người đứng đầu của quan văn. Trong văn hóa Đông Á nói chung và Việt Nam nói riêng thì sao Khuê chính là tượng trưng cho văn chương, học thuật. Những bậc hiền triết lỗi lạc trong lịch sử của dân tộc thì đều được ví sáng như sao Khuê. Tấm bia đầu tiên được khởi dựng vào năm 1484. Trong gần 300 năm, 82 tấm bia này đã ghi lại tên tuổi của hơn 1.300 tiến sĩ, trong đó có 18 trạng nguyên, 21 bảng nhãn và 33 thám hoa. 82 tấm bia với những kiểu dáng và kích thước không giống nhau, vì niên đại và triều đại tổ chức các khoa thi khác nhau, nhưng chúng lại đều được đặt trên lưng các cụ rùa. Bởi lẽ, rùa mang ý nghĩa to lớn về cả mặt văn hóa cũng như tâm linh. Đó là sự tích thần Kim Quy giúp An Dương Vương xây thành cổ loa, chế tạo nỏ thần, là vị thần giúp vua Lê Thái Tổ trong công cuộc đánh đuổi giặc Minh, lập ra triều đại Lê Sơ, phương triều thịnh trị nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam.